chạm vạch rổ mà thôi. Đợt tấn công mới dành cho Sài Gòn Heat đây là Kristen Yuzhang, và có hai điểm đầu tiên của trận đấu dành cho Yuzhang đã không tận dụng được, và ngay lập tức Sài Gòn Heat phải trả giá với một pha bắn ba của Bùi Thế Hà. Lần này thì Yuzhang đã và đều thường xuyên có những tình huống đôi lúc pass, những đường truyền không dịch rất hay. Vừa rồi là quả ném từ trung bình không thành công của Bùi Thái Hà. Và bắn ba của Yuzhang và thể hiện đẳng cấp. Tiếp tục là khoảng trống dành cho Kristen Yuzhang, và có thêm 3 điểm nữa dành cho Sài Gòn Heat. Hệ thống phòng ngự của hai đội Buffalo đã bị kéo về quá. Buffalo và Sài Gòn Heat. Lúc này thì Kim Chi-su và Hoàng Tú vẫn đang được huấn luyện viên Kevin Jacobs tin tưởng ra cầu đấu trên sân. Và ngoại binh Yosuke đã được rút ra nghỉ. Kristen Yuzhang có 2 điểm dành cho Sài Gòn Heat. Ở hiệp đấu thứ 1, nỗ lực bắt bóng. Tình huống đột phá và ghi điểm quá hay của Kristen Yuzhang. Đó cũng cho đây là Yuzhang. Dù rằng ngay lập tức cũng đáp trả với những kỹ năng dứt điểm phải nói là thượng thừa của huấn luyện viên Yuzhang. Đột phá quá dễ dàng để Yuzhang ghi thêm 2 điểm. Rõ ràng thì hàng phòng thủ của tỉnh chiến thắng ở trận đấu này để có một cả hai chiến thắng. Đây đã là chiến thắng thứ 8 của Sài Gòn Heat ở mùa giải năm nay. Và đứng cạnh Tú Băng ngay lúc này đây là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Player of the Game, Kristen Yuzhang. Hey, congratulations on your incredible performance. This is the 8th win of your team this season. And how did this win affect your team's plan in the playoff? You know, we're just trying to peak at the right time. Just try to get everybody going. We have a lot of threats on our team. You saw Bang come alive tonight. Bang had an amazing game. Anyone can have a great game on any night. We're just trying to play our best basketball going in the playoffs, and I think we did a good job tonight. Like always, there's some stuff we could clean up, but other than that, I'm pretty proud to have the team play tonight. And you guys want to ensure the first play to avoid facing Thang Long Warriors in the playoff, right? Yeah. Wherever we see Thang Long, we see him. They're obviously a really good team, very well coached. Looking forward to seeing them in the playoffs. I don't know when it's going to be, but definitely excited for that matchup for sure. Thank you. Hope we have more great performance ahead. Thank you. Vâng, thưa quý vị, khi Tú Văn hỏi anh Kristen Yuzhang rằng là chiến thắng ngày hôm nay thì đã sẽ tác động như thế nào đến kế hoạch của đội bóng, những tính toán của đội bóng tại vòng playoff, thì anh không chia sẻ những cụ thể những tính toán, nhưng mà thay vào đó thì anh cho rằng là đội bóng của anh thì là chỉ thi đấu cố gắng hết sức mình thôi, và các thành viên trong đội thì cũng đã thi đấu rất tốt, và đặc biệt là Võ Kim Bảng hôm nay cũng đã có màn trình diễn cực kỳ ấn tượng. Yeah, one more thing. And one more thing, shout out to Homero Brand. We're having a pop-up tomorrow, a meet and greet at the Sam Long Courts. At the Sam Long Courts in District 5, we're going to be selling gear, taking pictures, signing autographs, and all the proceeds are going to Central Vietnam for all flood hit victims. So show up tomorrow. It's at 6:30, 6:30 to 8. Really excited to see you guys there. All right. Kids meet in District 5 for victim. Huh? For okay. Our whole team will be there. It's a collaboration I'm doing with Homero. Thank you. Và thưa quý vị, chúng ta quay trở lại câu hỏi thứ hai thì Kristen Yuzhang khi được hỏi rằng là có phải là dù đã có được tấm vé vào vòng playoff nhưng họ vẫn thi đấu hết mình để chắc chắn củng cố vị trí thứ nhất để tránh Thăng Long Warriors ở vòng playoff không, thì Yuzhang đã trả lời rằng là Thăng Long Warriors chắc chắn là một đội bóng rất xuất sắc và họ thi đấu rất tốt. Tuy nhiên là chúng ta cũng chưa biết được điều gì sẽ xảy đến và những thứ hạng trên playoff, nên là họ cứ thi đấu hết mình thôi. Và trong tình huống cuối cùng thì khi mà Chu Giang cũng đã chia sẻ rằng là mời các bạn hãy đến với lại một buổi gây quỹ của đội bóng Sài Gòn Heat diễn ra vào ngày mai tại quận 5, để đó là một buổi gặp gỡ fan và gây quỹ cho người dân miền Trung. Các bạn hãy, nếu có thời gian thì hãy sắp xếp để ghé đi nhé.